Vô kho đi thẳng thôi. Tràn tràn ký đâu không? Nếu tao không bút ra thì nhiều hơn. Tràn tràn 2 3 ký. Tại đó tao còn hơi nhỏ đó. Này nó ừ. Quá dữ rồi. Quá tự nói, dính cái gì vậy trời? Dính gì hả? Rồi ăn cám luôn. Dính đó rồi, dính miếng đó em đổi lên nè. Đổi ngoài. Dính đó không tại? Dính cái đó hả? Mày giá xem gù à? Nó lọt ngoài trời ông thương ha. Chí à, ký lô đội đó là còn ký lô rồi. Ít ha. Nó động rồi. Chỗ này như nãy giải động hả? Đang tôm nuôi rồi bạn ơi. Dạ tôi nuôi. Dạ. Hàm nó ngon lắm. Cái vạt trong nhỏ với hàm nhỏ hàm lớn ngon. Chính chỗ nào nhiều nhiều quất chạy đầy chạy thôi. Chỗ nào cũng nhiều đó, tại hết mồi á, tại nhớ mồi đó lâu rồi. Chạy xuống chạy là tôm ăn cũng no, chỗ đó mồi cho nên nó hết mồi. Chạy mồi xuống rồi đi chưa được một phút sau nữa là quay lại chạy độc đống. Cho mình ăn hao quá tháo mồi, bỏ xuống nữa lại. Cái chỗ quất hoài à? Thấy mồi đâu vậy đó, mồi đâu vậy đó. Vậy hả? Thấy mồi nó ăn mồi chạy với nó, mồi đâu vậy đó. Chạy chuyên nghiệp, mồi chạy cặp ta ăn chút xẻo không. Ít này. Có nhiều lần tối hết nhiều. Lần chợp. Ừ. Chà đủ chưa? Lấy bên nó 1 ký trừ 2 ký chắc cũng càng đủ. Nó sợ thiếu nó lấy không chạy nữa. Nó có tại bà con hai con lấy 3 ký 4 ký rồi. Chạy dư nữa tao không khỏi chạy thêm sợ thiếu không? Chạy dư đi. Dư mình lấy dư. Con căng bả. Con hay nào ạ?
Có hai nhánh không có hai là hai con. Ngon hả? Chưa nuôi rồi. Nuôi đó. Là bơi đó. Rồi chạy chạy nó đủ rồi. Chạy nó. Nó là con nghĩ chạy chạy đủ giao trong ra cho hai. Chỗ này nãy đổi phải không? Đổi này. Cá luôn vậy. Cá luôn, làm gì tối. Ồ, đừng có lóc luôn. Lóc nuôi luôn. Một cục đó luôn. Vô đây đủ dao rồi. Căng bọc được rồi. Đủ vàng luôn. Nhà ú và cố luôn. Ăn không? Có bộ dạng trong vườn tao mà phải nói là thịt nó